Hey hey, welcome mọi người với kênh giải trí Number Phone TV. Lại là Hào đây. Và hôm nay sẽ không có review đâu, nhưng mà nói chung Hào sẽ chia sẻ cho mọi người. Nói chung là mình có thể cùng chia sẻ với nhau một vài cái combo, một vài cái tổ hợp nước hương mà mọi người yêu thích nhất ở trong nước hoa mọi người là gì ha. Bởi vì kiểu như là mình biết nó cái nốt hương thì nói chung, nhưng mà một khi mà tổ hợp mùi hương nó kết hợp nhiều nốt hương với nhau á, nó sẽ cho ra nhiều thứ khá là khác biệt. Nói chung là kiểu nó sẽ cho ra một cái mùi hương có thể hoàn toàn khác luôn. Cho nên thì để coi thử mọi người có cùng sở thích với Hào hay không nha. Let's go. Ok, và tổ hợp đầu tiên thì Hào nhắc tới đó chính là mùi hương của Iris. Và Iris mọi người cũng biết là Hào rất là thích rồi, nhưng mà nếu mà Iris mà đi riêng thì đôi khi có lẽ nó sẽ hơi bị nhạt nhòa một xíu, kiểu như là mùi phấn thôi, nó chưa có đủ. Cho nên thì mùi hương của Iris nếu mà đi kèm với là hoa Violet, cũng là một loại hoa tím khác thì Hào sẽ thấy rất là thích luôn. Và cuối cùng nó nằm nền bởi cái mùi gỗ của Sandalwood nữa thì sẽ rất là ok. Cá nhân Hào từ trước tới giờ trong nước hoa, Hào luôn luôn thích mùi Sandalwood hơn là Cedarwood, đó chính là gỗ tuyết tùng. Thì gỗ đàn hương Hào luôn luôn cảm nhận là nó tạo lên một cái độ béo, một cái độ creamy và cũng như là một cái độ rich cho cái mùi hương. Cedarwood nó sẽ hay đi với là những cái mùi hương nó có phần tươi mát, nó fresh hơn. Còn Sandalwood nó sẽ đi với những cái mùi ấm. Nhưng mà Hào thấy rằng cứ mỗi lần mà Cedarwood mà nó lên nó sẽ có một cái mùi đanh, nó sẽ có một cái mùi nó hơi cứng á, cảm giác là nó không được mềm mại và nó không được uyển chuyển như là mùi của Sandalwood. Nó là gỗ đàn hương, cho nên là luôn luôn trong mùi hương á thì Hào sẽ prefer mùi hương của gỗ đàn hương hơn. Còn nó giữa sự kết hợp giữa hai mùi hoa tím á, thì mọi người biết nó là Iris, nó sẽ lên một cái mùi nó khá là kiểu nó hơi phấn phấn bột bột một xíu rồi nè. Và Violet thì nó sẽ tạo lên cái độ xanh, độ tươi. Và mùi Violet thì nó sẽ có một độ phấn nhẹ nhưng mà nó không quá nhiều. Nhưng mà khi đi kèm với lại mùi của Iris thì thật sự cái combo này Hào nghĩ là nó in gọi là sao ta, không ai có thể phá diệt được luôn á. Thì cái mùi hương này là một những combo mà mùi Hào thích nhất. Thì điển hình thì mình có Prada Loam, hoặc là những cái chai như là mình có mùi hương của Violet, như là chai Girl của Pharrell Williams, một mùi hương hoa tím cũng rất là tốt khi mà thể hiện được cái sự mùi của Iris kèm với Violet và mùi gỗ nữa. Thì cái chai này Hào rất là thích luôn, highly recommend mọi người. Ok, và cái combo tiếp theo á thì Hào nghĩ rằng Hào rất là thích mùi hương của trái cây nhiệt đới kết hợp với lại hương hoa và mùi shiso, đó là mùi muối biển. Và cụ thể những cái combo này thì thể hiện ở trong những cái chai như là Blossom Imperial hoặc là Woodsage and Shiso chẳng hạn. Thì Hào thấy cái mùi hương của cái mùi shiso nó kết hợp với hai cái mùi hương còn lại á, đó là mùi trái cây nhiệt đới chẳng hạn, như mình có dứa nè, dưa nè, lê nè, hoặc là chanh dây chẳng hạn, thì Hào nghĩ nó tạo lên một cái độ ngọt cho cái mùi hương, mùi mặn mặn nhẹ nhẹ. Nhưng mà kiểu như cái mùi mặn của muối biển ở đây nó không có thể hiện chẳng hạn, nó giống không phải là giống như là mùi aquatic hay là mùi blue fragrance, kiểu như là nước hương marine á, thì mọi người sẽ cảm nhận như là những cái cơn sóng rồi này nọ, nó tự nhiên là mùi sóng biển mà mặn mặn của biển, thì Hào thấy nó không giống, nhưng mà nó sẽ thiên hướng là mùi ngọt và mùi muối biển mà nó nhẹ nhẹ và mùi nắng á. Nó có thêm một cái mùi nắng kiểu như mọi người tưởng tượng mọi người đang nằm trên một bãi biển và có những cái ly cocktail, những cái dĩa trái cây bên cạnh và nắng nó rọi vào cái mùi hương của biển và cát, nó sẽ bốc lên và nó cuốn theo và nó quyện chung với là cái mùi trái cây đó. Thì Hào sẽ thích cái combo đó hơn, thay vì là một cái mùi hương mà khi mọi người ngửi vào mọi người sẽ thấy cảm giác một cái màu xanh dương, một cái màu xanh của đại dương, thì Hào không thích cái vibe kiểu đó, mặn kiểu đó nha. Và sẽ Hào thích cái vibe mà mặn của muối biển khi mà kết hợp với trái cây, thì nó sẽ ra vẫn ra giữ được cái độ ngọt nhưng mà nó sẽ cảm nhận được cái vị nắng hoặc là vị cát. Thì đó là cái vị mặn mà Hào thích ở cái mùi shiso đó, chắc không phải là mùi biển. Và còn một cái combo cuối cùng nữa, đó chính là mùi của tobacco. Và Hào rất là thích tobacco khi mà kết hợp với lại honey, đó là mật ong, hoặc là các loại rượu. Chẳng hạn như mình có Jazz Club thì kết hợp với rượu nè, còn kết hợp với honey thì mình có Pure Havana, Pure Havana của nhà Mugler, dòng Amen. Và từ hồi trước giờ Hào thấy tobacco, nói chung mình cơ bản đó là tobacco khi mà kết hợp với rất nhiều thứ thì vẫn có thể cho ra một cái mùi nó rất là nịnh mũi. Chẳng hạn tobacco kết hợp với lại gia vị nè thì có như spice bomb, tobacco kết hợp với gỗ thì quá ok rồi. Nhưng mà riêng tobacco mà kết hợp với lại honey thì nó ra một cái vibe nó rất là khác, kiểu như một cái mùi thuốc lá tẩu, nó sẽ hơi ẩm ướt một xíu, nó ngọt, gọi là quá ngọt của mật ong, nhưng mà nó có kết hợp với cái mùi chua chua nhẹ nhẹ của lá thuốc nữa. Cho nên là thật sự cái combo đó Hào thấy là một cái combo từ trước tới giờ rất là iconic, rất là signature của cái dòng Amen, có chai đó là Pure Havana, thì chai đó Hào rất là thích. Và cái combo mà honey với lại tobacco sau này cũng được áp dụng cho khá là nhiều dòng cái nước hoa khác nhau nữa, khá là rất là nổi tiếng. Và qua tới cái combo thứ hai, đó là mùi rượu kết hợp với mùi thuốc lá hoặc là mùi xì gà. Thì cái combo này kiểu như mọi người ngửi mọi người cũng biết mà, kiểu như cái vibe của các daddy, các người đàn ông trưởng thành doanh nhân đi vào các cái bar low key, mọi người hút xì gà, nó có quanh quẩn một cái mùi như là rum, whiskey hoặc là bourbon. Và đó cũng có khá là nhiều mùi hương khác nhau, giống như mình có Angel Share, mùi Jazz Club nè, Herod nè,
rất nhiều luôn. Và cái mùi Tabasco là một nốt hương mà họ thấy sẽ dễ dàng thể hiện cái sự là nam tính và đàn ông nữa. Cho nên và Tabasco Hào cực kỳ thích. Và Hào trải nghiệm cũng khá là nhiều, nhưng mà tới giờ thì Hào nhớ là Hào vẫn chỉ có sử dụng là chai Just Cup thôi. Nhưng mà những chai khác thì nó hơi cao đô hơn với Hào một chút, cho nên là Hào vẫn chưa sử dụng ha. Ok, và vừa rồi là một vài cái combo mùi hương, nốt hương mà Hào thấy khá là thích khi mà kết hợp những mùi hương đó lại với nhau ha. Nói chung từ hương hoa cho tới hương gỗ, và qua tới hương cuối cùng đó là mùi thuốc lá nữa. Thì đó là những cái nốt hương mà Hào có lẽ là cũng là một trong những cái nốt hương mà Hào rất là thích và có lẽ thích nhất trong bộ sưu tập của Hào và trong cái gu riêng sử dụng nước hoa của Hào luôn. Và mọi người thích những cái combo mùi hương nào thì comment bên dưới cho Hào biết nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Number Full TV để đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người với những video tiếp theo. Bye bye.